Chào các bạn đến với bộ truyện Vai Ác Đại Sư Huynh, tất cả sư muội đều là gian. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Không ngờ tiểu tử này lại đê tiện như vậy. Dùng thủ đoạn này để vượt qua khảo nghiệm, còn đi đứng nghênh ngang trên đường. Huynh đệ của mình là bị hắn kéo xuống. Thật là không biết xấu hổ. Người có thể đứng ở đây, không ai không kéo người khác xuống, các người có tư cách gì mà nói ta. Một đám hèn nhát dám làm không dám nhận. Đột nhiên xuất hiện. Người thanh cao, người ghê gớm, người lợi hại như vậy, sao ngươi không tới Ma Tông bái sư đi? Thanh Lam Tiên Tông ta không thể chứa đại Phật như ngươi. Lâm, Tiêu ngươi mới là tiểu nhân vô sỉ. Tiểu hữu, nơi này là địa bàn của hắn, đừng có chưa bái sư được đã chọc giận hắn. Đồ ăn có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa. Tố cáo bản thủ tịch, ngươi có chứng cứ không? Quả nhiên hai người này đã gặp nhau trước đại điển thu đồ. Vận mệnh bi kịch, nhất định phải diệt trừ trong trứng nước. Chỉ cần Diệp Thần có hành động phản kháng nào, mình lập tức đánh gãy chân của hắn, để hắn không thể tới được đại điện thu đồ ngày mai. Lâm Sư Huynh, huynh đường đường là thủ tọa. Mới sáng sớm tới tìm kẻ vô danh tiểu tốt như ta, chắc không phải là vì bị ta phá kỷ lục, thẹn quá hóa giận đó chứ. Thủ tọa của Thanh Lam Tiên Tông, Thần Loan Phong nhỏ mọn như vậy sao? Vậy thì còn chưa chắc, Diệp Thần phá kỷ lục của hắn. Đánh vào mặt của hắn đó. Khụ khụ, nhỏ tiếng thôi. Hử, ngươi sợ đến mức hoảng loạn bỏ chạy mất sạch mặt mũi mới phá được kỷ lục. Có gì mà đắc ý, không phải chứ, không phải chứ, không phải ngươi cảm thấy như vậy rất ngầu đấy chứ. Trời đất, sao hắn lại đột nhiên mạnh như vậy? Ngươi xem đây là gì? Tông ta xây dựng hơn ngàn năm, vẫn là lần đầu có người dựa vào tư thái như vậy để leo thang, trước không có ai. Sau cũng không có ai. Lưu ảnh thạch này tặng cho ngươi làm bảo vật gia truyền vậy, tôn sùng như vậy đáng để con cháu đời sau của ngươi chiêm ngưỡng. Lâm Tiêu dùng kiếm khí đối diện với trưởng bối, dĩ hạ phạm thượng nhưng đại sư huynh khiêu khích trước, không dễ ra tay. Uầy, trắng thế. Khụ khụ, tiếp tục. Hay, Tiêu Nhi lại có thể đối mặt với nguy hiểm mà không sợ, đúng là bất ngờ. Đó là Diệp Thần sao? Sư tôn. Sao người? Xuỵt, xem tiếp đi. Ngươi chỉ dám nói lời vô nghĩa, một cái gối thiêu hoa hư danh. Có gan thì phân cao thấp lần nữa đi. Vốn là muốn đợi ngày mai rồi đánh ngươi tơi bởi hoa lá. Lại muốn bị ăn đập sớm hơn à? Ta chưa từng thấy yêu cầu như vậy. Phí lời ít thôi. Nếu ngươi đã nói khoác không biết ngượng vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hỏng rồi, sư huynh đây là tự xây mộ, nếu khiêu khích trước còn đối kháng thất bại, sẽ bị người trong thiên hạ sỉ nhục chê cười. Quả nhiên vẫn nên đánh gãy chân đi. Để tránh nói ta ức hiếp ngươi, ta nhường ngươi một kiếm, thế nào? Tới đi. Đợi đã. Tại sao tên này lại hồng hách như vậy? Dám khiêu khích mình trước mặt mọi người. Chẳng lẽ hắn còn giấu chỗ xoay sở nào đó? Hắn ép mình ra tay trước, sau đó thuận theo lý lẽ nói mình mất đi tư cách nhập môn. Hóa ra tên này có tính toán như vậy. Kế này thật là độc. Hắn đang do dự. Vậy thì chỉ có thể như vậy thôi. Rô rô rô, ta đang đứng bất động ở đây. Ngươi cũng không ra tay sao? Lẽ nào con muốn sư huynh ta chỉ điểm cho ngươi? Giá trị nộ khí cực đại. Tên tiểu nhân đê tiện nhà ngươi. Thật sự cho rằng ta không nhìn ra gian kế của ngươi sao? Hắn có thể có gian kế gì? Á, chật 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 đúng là mất hứng, khi nãy còn ăn nói hùng hồn, bây giờ lại ngó trước ngó sau, sao có thể ngờ ngươi lại nhát gan như vậy? À, ta biết rồi, ngươi đã sợ đến mức ý ra quần, động một chút thôi là sẽ lộ ra trước bản dân thiên hạ. Ha 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 ha. Sợi dây lý trí đã đứt. Sĩ khả sát bất khả nhục. Tiểu hữu ghi nhớ không thể manh động. Hãy nghĩ tới cơ duyên ngày sau của cậu. Bỏ xuống. Rồi có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã chọc giận ta. Ta mỏi mắt chờ đợi. Nguy hiểm quá, một kiếm khi nãy nếu tấn công về phía đại sư huynh, hậu quả không thể tưởng tượng. Hôm nay đại sư huynh lỗ mãng như vậy, sư tôn, người xem. Ta chưa từng phát hiện đồ nhi lại sáng dạ sáng suốt như vậy, nếu không phải căn cốt quá kém, nhất định trở thành nhân trung long phụng. Vì vậy, bạn không cần phải làm gì cả. Hệ thống cá muối. Dinh. Chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành cốt truyện kích nộ nhân vật chính. Sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Cốt truyện nguyên bản không phải tới đoạn ném lưu ảnh thạch là kết thúc rồi sao? Không ngờ Diệp Thần đột nhiên làm loạn. Lão tử chút nữa bị dọa đến mức ị đùn. May mà kỹ năng diễn xuất của mình tốt nếu không đoạn này toang rồi. Ngươi còn chưa vào Thanh Lam Tông ta nữa. Cốt truyện ban đầu phải là. Dựa vào thân phận dã nhân cũng dám tự ý tu hành ở đây.
ai? Đại sư huynh đừng hiếp người quá đáng. Diệp thần sớm muộn cũng sẽ vào tông môn. Huynh là đại sư huynh sao lại có đạo lý ức hiếp đồng môn chứ? Lần này chắc chắn có thể thuận lợi đi hết cốt truyện. Trong tiểu thuyết, sự chuyên sủng của sư muội mặt lạnh sợ ấu vi đối với Diệp thần là độc nhất. Lần này chắc chắn có thể thuận lợi đi hết cốt truyện. Hồ Tâm Đình, sao họ lại gặp mặt nhanh như vậy? Cao Sơn Lưu Thủy, chi âm khó tìm. Sư tỷ thật là cầm nghệ phi phàm. Thanh Lam Tông quả thật là nơi đào nguyên có nhiều mỹ nhân, tùy tiện đi dạo cũng có thể gặp được một trang tuyệt sắc. Có sư tỷ tấu nhạc cho đệ nghe, ắt hẳn kiếm nghệ của sư đệ chắc chắn có thể tăng lên một tầm cao mới. Nha đầu, xem ta mê hoặc cô đây. Còn may, cốt truyện còn ở đây, tiếp theo chỉ cần đợi Diệp thần bắt đầu tu luyện, mình cứ quả quyết tới đánh lén, đến lúc đó bị đập một trận, nhiệm vụ hôm nay sẽ hoàn thành viên mãn rồi. Trước hết phải bịt tai để tránh lát nữa bị tiếng đàn của sư muội làm chói tai. Thổ huyết. Mà ơi, chuyện gì vậy? Tiểu hữu, nữ tử này giấu sát khí trong tiếng đàn, nghe lâu sẽ tổn thương lục phủ ngũ tạng. Cái gì? Không ai dám làm phiền ta luyện đàn, vốn muốn thử trình độ của đệ, không ngờ đệ lại là một tên vô tích sự. Làm phiền sư tỷ luyện đàn là đệ không đúng, mong sư tỷ lượng thứ. Ngày mai mới là đại điển thu đồ, đệ có thể gia nhập tông môn của ta không còn chưa chắc, tiếng sư tỷ này có phải là gọi quá sớm rồi không? Không hay không hay rồi, nam nữ chính sắp đấm nhau rồi, cốt truyện sẽ diễn biến thế nào đây? Ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng, mình phải nhanh chóng giúp Diệp thần tìm lại chỗ đứng. Dô, ta còn tưởng ai đang ức hiếp sở sư muội của ta nữa chứ? Hóa ra lại là tên nhát gan nhà ngươi. Trước đây không dám đọ chiều với ta, ức hiếp nữ nhân. Đúng là muốn sao được vậy? Lại là ngươi. Nhất định là ngươi uy hiếp mỹ nhân ra tay với ta, đúng là vô sỉ. Vậy thì sao chứ? Là ngươi làm phiền sư muội của ta luyện đàn trước, ta đơn thuần là trừ gian diệt ác, không phải vì ân oán cá nhân gì đó. Nói rằng nói bậy, ngươi là đại sư huynh của Thanh Lam Tông, năm lần bảy lượt làm chuyện đê tiện vô sỉ, miệng lưỡi ác độc, phẩm hạnh không đoan chính. Thật sự khiến chính đạo thiên hạ phải xấu hổ. Bây giờ còn thủ đoạn ác độc, lừa sư muội vô tri làm chuyện ác khiến người ta tức giận, lang sói thành tính, tương lai nhất định là một đại họa hại. Hay dô, cho ngươi thể diện mà không cần đúng không? Có tin ta. Tiên côn này của ngươi dám làm gì? Hỗn xược, lại dám vô lễ với đại sư huynh. Hê, hỏng rồi. Sao cốt truyện lại đi lệch rồi? Hóa ra, các người là một đám A, các người đợi đó cho ta. Chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành cốt truyện bị nhân vật chính đánh bại. Hãy không ngừng cố gắng vì đại điển thu đồ nhé. Cũng coi như diễn xong cốt truyện rồi, mệt chết ta mất. Để tránh gây thêm phiền phức. Phải nhanh chóng chuồn thôi. Tiểu nhân đê tiện. Còn dám dùng thuốc nổ làm nổ ta. Ta phải trở về cáo trạng với sư tôn. À, tại sao lại biến thành như vậy? Mình chỉ là muốn chút giận cho đại sư huynh. Sao ngược lại còn đánh đại sư huynh bị thương? Không hay. Đại sự không hay rồi, đều trách Diệp thần đó ở quá gần. Nếu không mình cũng sẽ không ngộ thương đại sư huynh. Dựa theo ký ức thiên đạo mà mình mơ được vào mấy ngày trước. Diệp thần sẽ đánh đại sư huynh trọng thương khi mình xuất hiện. Bây giờ đại sư huynh bị mình đánh trọng thương, nhưng Diệp thần cũng không có được lợi ích, kết cục này đã lệch khỏi hướng đi của thiên đạo ký ức. Bình tĩnh. Chỉ cần không phát triển theo thiên đạo, vậy thì coi như thành công rồi. Nhưng dựa theo tính cách của đại sư huynh, nói không chừng sẽ mất mặt trên đại điện thu đồ vào ngày mai. Trước lúc đó, mình nhất định phải làm gì đó. Súc sinh, ngươi là đang ăn dưa của ta sao? May mà tiên trưởng Thanh Lam Tông đã ban pháp bảo mới có thể áp chế nó. Tiêu diệt nó. Xin lỗi, Tiểu Diêu, ta tới muộn rồi. Vị thiếu hiệp này, cậu là chủ nhân của yêu thú này sao? Xin lỗi, thật sự là vì đời này của Diệp thần ta, bừa bãi không kiềm chế, không có kiêng kỵ, nhưng hận nhất là người khác khiến bạn bè, người thân của ta bị thương. Tiên trưởng tha mạng. Các người không cần sợ. Diệp thần ta một đời hành sự, ân oán phân minh, chưa từng lạm sát người vô tội. Phát tởm. Tởm quá đi. Nam chính Diệp thần này, đúng là một tên tiêu chuẩn kép. Chỉ cho phép sủng vật của ngươi làm hại lương thực của người khác, không cho phép người ta phản kháng sao. Nam chính cái con khỉ gì chứ, từ bỏ khí vận nhân vật chính và bàn tay vàng. Loại tiểu thanh niên ma chơi này. Ở kiếp trước tới nhà máy vận ốc vít người ta cũng không cần.
sư muội và sư tôn của mình lại muốn cho cái loại người này làm hậu cung. Bỏ đi, những chuyện này đến lượt một nhân vật phản diện nhỏ như mình lo lắng sao? Giống với nguyên tác, nam chính vào khách trọ trên núi, ngày mai sẽ lên núi tham gia đại điện thu đồ. Nơi này chỉ là một thế giới trong tiểu thuyết. Đợi kết thúc lĩnh cơm hộp, mình sẽ rời đi. Trời đất rộng lớn, về nhà là lớn nhất. Mình phải nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải cho hắn đánh mặt nữa. Khụ khụ, trước khi đi ngủ phải tới thăm các sư muội. Hệ thống cá muối. Ký chủ trở về thiết lập nhân vật thành công, đoạt được phần thưởng tư chất cộng 1. Căn cốt 2. Hết cách rồi, vẫn là phải trở lại thiết lập nhân vật. Cốc cốc. Đại sư huynh, huynh đã nghỉ ngơi chưa? Hà. Sở sư muội. Đêm hôm canh ba, muội ấy tới tìm mình làm gì? Đại sư huynh. Tam sư muội Sở Ấu Vi. Thân mang cầm tâm kiếm hồn, tinh thông cầm kiếm chi đạo, tính cách dịu dàng lương thiện, đơn thuần như một tờ giấy trắng. Trong nguyên tác, dù cuối cùng làm tiêu thân bại danh liệt bị nhân vật chính Diệp Thần giam cầm trong cấm địa sau núi. Hai vị sư muội khác hận không thể giết hắn. Chỉ có cô nương này, vẫn xin tha cho hắn. Đợt sau khi bị Diệp Thần đánh mặt, mình ở trong mắt cô ấy, cũng không còn là đại sư huynh huy hoàng vạn trượng nữa, lần cuối gặp mặt cô ấy vậy. Dô, Vivia, một thời gian không gặp, lại cao lên rồi. Nào, đại sư huynh giúp muội kiểm tra thân thể. Ổn định, duy trì thiết lập nhân vật đại sư huynh phản diện. Cái loại háo sắc này, mình tự nhìn cũng hận không thể đầm một phát. Có điều tu vi và thân pháp của cô ấy sớm đã vượt qua đại sư huynh như mình rồi. Có lẽ giống với trước đây. Trước khi bị mình sàm sỡ sẽ kịp thời tránh ra. Đại sư huynh, tới gần. Không đúng lắm. Thiết lập nhân vật của nha đầu này sao lại cũng không đúng thế này. Từng cái đều không đi theo kịch bản. Sao mà mình có thể diễn tiếp đây? Lùi, lùi. Hệ thống cá muối. Cảnh cáo, thiết lập nhân vật phản diện Lâm Tiêu có nguy cơ sụp đổ, phải sửa thiết lập nhân vật. Đúng rồi, mình là đại sư huynh háo sắc mà, phúc lợi dâng tận cửa mình tránh cái gì mà tránh. Thiết lập nhân vật của sư muội bị hủy, thiết lập nhân vật phản diện của mình không thể bị hủy được. Sư muội tha thứ cho ta, đây đều là vì nhiệm vụ. Đại sư huynh, có thể giúp Vivi một chuyện được không? Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Không sao, quả nhiên, vợ của nam chính, không thể ức hiếp sao? Phản diện vừa ra tay đã bị trời phạt, sao có thể? Không sao chứ? Huynh chảy máu rồi. Ồ ồ ồ, hóa ra nữ chính ra tay với mình sẽ không sao. Ồ, vẫn là của sự muội kia lớn hơn chút. Đúng rồi, khi nãy muội nói ta giúp đỡ chuyện gì? Hôm qua khi luyện tập thiên âm công, muội không cẩn thận làm đứt dây đàn của thiên linh cầm. Muội muốn ngày mai xuống núi vào thành tìm một vị sư phụ luyện khí nhờ sửa một phen. Muội không quen thuộc với trong thành, cho nên muốn mời đại sư huynh đi theo Vivi một chuyến, không biết có được không? Hả? Tìm mình sửa đàn? Trong sách không có đoạn cốt truyện này. Ngày mai không phải là đại điển thu đồ sao? Ta thân là đại đệ tử của thần Loan Phong, theo thường lệ là phải có mặt, muội quên rồi sao? Sư huynh, không thể vì muội phá lệ một lần sao? Ai mà chịu nổi tấn công thế này chứ? Ôi, trái tim tôi, đây, chuyện này ai chống đỡ được chứ? Thời gian không còn sớm nữa, sư muội vẫn nên về sớm nghỉ ngơi đi, tránh để lỡ buổi học sớm ngày mai. Sư huynh, đùa gì vậy? Ngày mai mình còn phải nhanh chóng để nhân vật chính Diệp Thần đánh mặt nữa. Không chống đỡ nổi cũng phải chống. Thiết lập nhân vật của tam sư muội cũng không đúng lắm. Đoạn cốt chuyện sửa đàn này, trong nguyên tác chưa từng thấy nhắc tới. Có điều thiên linh cầm của Sở Ấu Vi thật sự đã bị đứt một sợi dây đàn. Thiên linh cầm này là di vật mà mẫu thân muội ấy để lại. Muội ấy cực kỳ chân quý, sao lại đột nhiên bị đứt? Đại sư huynh, ngủ chưa? Hoài Chân tối hôm nay là có chuyện gì vậy? Từng người đều tới tìm mình. Có chuyện gì? Bẩm đại sư huynh, sư tôn xuất quan rồi, kêu huynh lập tức tới thiên nữ nhai gặp người một chuyến. Cái quỷ gì vậy? Nguyên văn cũng không có đoạn cốt chuyện này. Loạn hết rồi, tất cả loạn hết rồi. Không lo nữa, phải đi mới biết được. Đại sư huynh, Vivi vốn cho rằng cây đàn này là thứ quan trọng nhất trong sinh mạng của mình. Đêm ngày hôm đó, nhìn thấy tất cả liên quan đến tương lai xuất hiện trong não, Vivi đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra, người thật sự đối tốt với muội chỉ có đại sư huynh mà thôi. Lý do Vivi cố ý làm đứt dây đàn là muốn đưa huynh rời khỏi trốn thị phi này. Huynh biết không? Nói theo kịch bản, ngày mai ác ma tên Diệp Thần đó sẽ tìm tới cửa. Nếu đã không thể chạy, vậy thì nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Tuyệt đối không thể để đại sư huynh ngày mai bị Diệp Thần hại đến mức thân bại danh liệt. Đỉnh thần Loan Phong. Thiên nữ nhai. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Yên tĩnh.
cảm giác như là yên tĩnh trước thềm sóng gió. Có chuyện gì cần phải triệu kiến mình vào nửa đêm canh ba vậy? Đừng xấu hổ, đều là nữ nhân, xấu hổ gì chứ? Lẽ nào? Không phải chứ? Không phải chứ? Không phải chứ? Người biết đó là mình sao? Đồ nhi ngoan, con tới rồi. Nhanh, nhanh vào đi. Mùi rượu nồng quá, sư tôn uống rượu sao? Hả? Ngây ra đó làm gì? Sao nào? Lời của sư tôn, cũng không nghe sao? Hừ, còn không vào, sư tôn nhà con, sẽ không vui đó. Đồ nhi ngốc. Vậy thì đồ nhi làm phiền rồi. Mẹ ơi, nữ nhân 200 tuổi biết làm nũng. Có điều tâm tình của người hình như không tệ, chuyện mình lấy trộm tất lưới. Chắc là chưa đại lộ, đâu nhỉ? Đồ nhi bái kiến sư tôn. Sư tôn đã không gặp con trong một khoảng thời gian rồi, mau tới đây để sư tôn nhìn cho kỹ. Trời đất, là sâu rượu say đến điên rồi sao? Tới gần, sư tôn chắc chắn là người tốt rồi. Sư tôn đại nhân của ta, đừng chạm xuống dưới nữa. Còn tiếp tục chạm, không đợi tới ngày mai bị Diệp thần đánh mặt, đêm nay tình nghĩa sư đồ chúng ta sẽ bị phá mất. 3 tháng không gặp, con đã đột phá trúc cơ rồi. Không chỉ như vậy, căn cốt của con, còn có linh căn, cũng xảy ra lột xác. Quả nhiên, chuyện gì cũng không thể giấu nổi vị đệ nhất tiên tử của tu chân giới này. Đồ nhi, có được tiên duyên. Nhưng mong sư tôn bớt gian, đồ nhi, không thể để lộ thân phận của cao nhân đó. Hả, còn có chuyện này sao? Thật có chuyện này, cũng hợp tình hợp lý, suy cho cùng đồ nhi của Tiêu Hồng Lăng ta, được thiên đạo khí vận chiếu cố, cũng là đương nhiên. Ha ha, sư tôn nói phải. Lucky. Nhân lúc người say rượu, trí tuệ giảm sút, lừa gạt qua được rồi. Đúng rồi. Con đã gặp Bắc Xuyên Vương Thế Tử, Diệp Thần chưa? Hả? Bỏ đi, không nói về cái tên khiến người ta ghét đó nữa. Tại sao người lại biết Diệp Thần trước vậy? Đồ nhi ngoan. Đứng dậy. Chúng ta làm chút chuyện vui đi. Hả? Cái gì vậy? Đây là... Thiên nữ nhai. Đồ nhi. Nhanh đấu kiếm với vi sư. Đấu kiếm. Người là Nguyên Anh đỉnh phong. Bán bộ hóa thần. Người đệ nhất kiếm đạo cận cổ của Thanh Lam Tông. Ta đấu kiếm cái búa với người ấy. Sư tôn, con tử. Kiếm áp đáng sợ vô biên. Đây là kiếm ý đơn thuần dựa vào một thân tinh thần hạo hãn, kiếm quyết thúc đẩy thần thông. Trực tiếp đơn giản nhất, cũng là bá đạo lợi hại nhất. Chết tiệt, nữ nhân này là muốn dùng dòng kiếm ý, nuốt sống mình, nuôi dưỡng kiếm linh của cô ta sao? Phản diện Lâm Tiêu mình, kiếp này nếu chết, cũng chỉ có thể chết trong tay bản thân. Kiếm tới đây. Tiêu thiên chi cảnh. Bản mệnh linh kiếm. Vân Mộng Trạch. Đồ nhi ngoan, con lên núi lâu như vậy, vi sư vẫn là lần đầu thấy con ngự kiếm nghiêm túc như vậy. Hự, quy mô kiếm khí không tệ, kiếm ý có hơi yếu, có điều cũng coi như là tương lai đầy hứa hẹn. Cũng được. Hôm nay vi sư sẽ đưa con một chặng. Đồ nhi, con theo kịp tốc độ của vi sư không? Cô gái này, là thật sự muốn giết mình. Thiết lập nhân vật của mỗi người đều bị phá hỏng hết rồi. Một phản diện như mình cực khổ chạy theo cốt truyện dễ dàng lắm sao? Mẹ nó! Phản diện này không làm cũng được. Mình, chết rồi sao? Thời không ngưng kết. Đây là... Kiếm khí lĩnh vực. Đồ nhi, xem kỹ đây. Chiêu này, tên là Kiếm y hoán đỉnh chỉ kiếm tiên. Tiêu nhi, nhẫn nhịn. Sự tôn, sắp vào trong rồi. Đợi đã. Người muốn vào trong đâu? Thân dưới, đau quá. Ôi thần linh ơi! Phản diện lĩnh cơm hộp trước thời hạn. Thiên mệnh chi tử gì chứ, định mệnh luân hồi, gạt hết sang một bên đi. Đệ tử của Tiêu Hồng Lăng ta, tung hoành trên thế giới này. Kiệt xuất trên bầu trời sao, không yếu hơn bất kỳ ai. Sư tôn, thạch lão, tìm ta có chuyện gì? Tiểu hữu, đại sự không hay rồi, khi nãy ta dùng thiên cơ chữ bói một quế, mơ hồ cảm giác được, cơ duyên thuộc về cậu ở trên Thanh Lam Sơn đã biến mất hơn một nửa. Sao có thể như vậy? Cơ duyên này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, vì vậy nhất định là đã bị người khác cướp đi rồi. Trước nay đều là bản thế tử đoạn cơ duyên của người khác, sao có thể dung thứ người khác phá hoại khí vận của ta? Ta tuyệt đối không cho phép Thanh Lam Tông có sự tồn tại nghịch thiên như vậy. Tiểu hữu, Thanh Lam Sơn này không thể đi được, bắt đầu từ hôm qua cậu đặt chân tới nơi này, thiên cơ chữ đã thay đổi, tất cả đều không đúng. Thạch lão, ông biết ta mà. Người không phạm ta. Ta không phạm người, nếu người phạm ta nhất định sẽ diệt. Nỗi nhục hôm qua,
bản thể tử nhất định phải đòi lại gấp 10. Sáng mai trên núi, giết. Kiếp này, mình tuyệt đối không để xảy ra. Diệp thần, người này nhất định phải chết. Thanh Lam Tông, ha ha ha, Diệp thần vậy mà không có ở Thanh Lam Tông, đây là thời cơ cực tốt trời ban cho ma môn ta. Không để một tên nào sống sót, san bằng Thanh Lam Tông cho ta. Giết, giết, đệ tử Thanh Lam Tông nghe lệnh vì bảo vệ gia viên của chúng ta. Tử chiến, giết, gào. Sao có thể? Trưởng giáo, sư bá, bọn họ đều, kha kha kha. Diệp thần, huynh ấy đi đâu rồi? Tại sao huynh ấy không tới cứu chúng ta? Ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Tứ sư muội, muội đừng lo lắng, Diệp thần nhất định sẽ tới cứu chúng ta mà. Phải đó, lúc trước chúng ta gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, huynh ấy đều kịp thời xuất hiện. Hắn sẽ không tới đâu. Diệp thần tới Trung Châu Nam vực du ngoạn, bây giờ đoán là đang yêu đương tình tứ với thành nữ của Nam Chiếu Quốc rồi. Sao có thể? Thiên tai ma môn rõ ràng là hắn dẫn tới, sao hắn có thể bỏ mặc chúng ta? Đứng cả lên. Cho dù Thanh Lam Tông chỉ còn lại 4 người chúng ta cũng phải tử chiến đến cùng. Chết cũng phải đứng thẳng. He he, lão ngưu sao mà nỡ để đại mỹ nhân hương tan ngọc vỡ chứ? Các người ngoan ngoãn theo lão ngưu ta. Dừng tay. Là Diệp thần và Trúc sư tỷ của Phong Minh Đỉnh. Họ cuối cùng cũng tới rồi. Song kiếm hợp bích. Hộ sơn. Đại trận. Quá. A, Diệp thần. Hết lần này đến lần khác phá hoại chuyện lớn của tộc ta. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ta tới muộn rồi, may mà các người không sao. Chuyện đến nước này, huynh chỉ có mỗi câu này thôi sao? Anh, muội sao vậy? Vi Vi, Dung Nhi, sao lại nhìn ta như thế? Ngươi có được Thanh Lam Pháp Kiếm, còn cùng với Trúc Uyển Ninh của Phong Minh Đình tu luyện thành song kiếm hợp bích. Xuất hiện ở thời khắc mấu chốt, khởi động hộ sơn đại trận, đánh lui ma môn, tại sao? Tại sao thời cơ lại khéo léo như thế? Sư Tôn, Diệp Thần à Diệp Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao, bằng hữu và người thân gắn bó với ngươi đều không có kết cục tốt đẹp? Sư Tôn, ngươi đang nói gì vậy? Con nghe không hiểu. Cuối cùng kẻ nhận được lợi ích vô cùng, danh chấn thiên hạ lại luôn luôn là ngươi. Con biết ngươi rất đau lòng, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là tiếp tục đuổi đánh ma môn, bảo thù cho các sư trưởng, đệ tử đã chết đi của Thanh Lam Tông. Đánh rắm. Ngươi mới là kẻ thù lớn nhất của Thanh Lam Tông. Ta phải giết ngươi. Sư Tôn, Diệp thần con là đứa con trời chọn. Được thiên đạo phù hộ. Tại sao người nghĩ không thông, muốn đối địch với con? Muội muội Diệp Huyên Nhi đã dẫn theo 80 vạn tinh nhuệ Bắc Xuyên tới dưới núi Thanh Lam. Chỉ đợi con hạ lệnh một tiếng, có thể một lưới bắt sạch ma môn. Về bên cạnh con đi, chúng ta cùng nhau báo thù rửa hận cho núi Thanh Lam. Ngươi muốn làm lại lần nữa không? Đây là Tiêu Nhi. Đại sư huynh và Diệp thần đối đầu. Là vì sớm đã biết rõ bộ mặt thật của hắn sao? Là ta hại chết đại sư huynh. Thì ra chuyện lúc nhỏ, là do đại sư huynh làm ta vẫn luôn hiểu lầm đại sư huynh. Giao ký ức của muội cho ta đi. Để ta đưa muội về quá khứ. Có thể xoay chuyển vận mệnh hay không, phải xem lần này rồi. Nếu như không phải ký ức đó, sao ta biết được tương lai? Nếu như không phải ký ức đó, sao ta nhìn rõ được quá khứ? Soạt soạt, đời này ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch xảy ra một lần nữa. Giết Diệp thần, bảo vệ đại sư huynh.